Chào các bạn, trong video này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem Shopee Mall là gì, mua hàng trên Shopee Mall có đảm bảo chính hãng 100% không và cách lựa chọn những cái shop bán hàng Shopee Mall uy tín. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đến với định nghĩa Shopee Mall là gì. Rất đơn giản thôi, Shopee Mall là nơi cam kết cung cấp 100% hàng chính hãng. Và khi mua hàng trên Shopee Mall, các bạn sẽ nhận được những cái ưu điểm sau đây. Thứ nhất, là các bạn sẽ được hoàn trả 100% giá trị sản phẩm nếu phát hiện đó là hàng giả, hàng nhái. Thứ hai là các bạn có thể yêu cầu trả hàng hoàn tiền trong vòng 7 ngày thay vì 3 ngày như thông thường tính từ thời điểm các bạn nhận hàng. Thứ ba là các bạn sẽ được hỗ trợ phí vận chuyển cho những cái đơn hàng từ một giá trị nhất định nào đấy. Ví dụ như ở thời điểm mình làm video này là các bạn sẽ được hỗ trợ 30.000 cho đơn hàng từ 150k trở lên. Tất nhiên là tùy từng thời điểm mà cái phí hỗ trợ vận chuyển này nó sẽ thay đổi, có khi nó sẽ giảm hoặc là tăng và ưu điểm cuối cùng khi mà các bạn mua hàng trên Shopee Mall đó chính là những cái sản phẩm thuộc Shopee Mall sẽ thường có những cái khuyến mại, những cái mã giảm giá rất là lớn và mức giảm rất là sâu. À, có đó là đối với những cái người mua như chúng ta, còn đối với người bán ấy thì khi trở thành một Shopee Mall, họ cũng được nhận rất nhiều cái quyền lợi, đặc biệt đó chính là họ được tham gia vào những cái chương trình hỗ trợ voucher do Shopee tổ chức. À, vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để có thể tìm kiếm được những cái sản phẩm hay là những cái gian hàng shopee mall chính hãng đảm bảo uy tín cách đầu tiên để các bạn có thể tìm được một cái sản phẩm chính hãng shopee mall đó chính là các bạn mở ứng dụng shopee lên sau đó là các bạn trượt cái thanh công cụ đầu tiên ở cái phần trang chủ này nó cái phần mà mình đang trượt đấy ạ các bạn tìm đến cái nút shopee mall đây nút shopee mall nó nằm ở giữa này à, thì toàn bộ sản phẩm ở trang này đều thuộc các gian hàng shopee mall hết nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và ở bên trên này nó cũng phân chia cho các bạn theo những danh mục. Đó các bạn nhìn được không ạ? Rất nhiều các danh mục khác nhau. Ví dụ như là mẹ và bé này, nhà cửa đời sống này, rồi thiết bị điện tử này, giày dép này, đồng hồ vân vân và vân vân, tất tần tật nó đều có ở đây hết. Các bạn có thể ấn vào cái nút này để xem chi tiết. Đó, rất nhiều luôn ạ. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu mua sắm cái sản phẩm nào, thuộc cái ngành hàng nào thì các bạn hãy click vào đó để có thể tìm kiếm được cái sản phẩm ưng ý cũng như là cái thương hiệu ưng ý. Ví dụ như mình kích vào mục điện thoại và phụ kiện ở đây thì nó có những cái thương hiệu được ưa chuộng nổi bật ngay ở đây. Thì bao gồm rất nhiều cái thương hiệu điện tử nổi tiếng hiện nay, ví dụ như Samsung, Oppo, Anker, Vsmart, Huawei, Nokia, vân vân, tất tần tật đều có ở đây hết. Cách thứ hai đó chính là khi các bạn tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó, ví dụ như là mình tìm kiếm cái điện thoại Redmi Note 9S này đi. Thì ở đây nó sẽ hiện ra rất nhiều chiếc điện thoại Redmi Note 9S khác nhau. Đó các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây là mình đã nhìn thấy hai cái rồi ở bên tay trái màn hình của mình đấy nó có chữ mo màu trắng trên nền màu đỏ còn cái sản phẩm bên tay phải này nó không có chữ mo thì tức là cái sản phẩm nào có chữ mo nó đã được bán bởi gian hàng shopee mo mình sẽ kích vào đây để các các bạn xem nhé bên trên hình ảnh này nó có luôn cái logo của cái gian hàng bán cái sản phẩm này đó chính là xiaomi official store tức là gian hàng chính thức đến từ xiaomi việt nam thì khi mua cái sản phẩm mà được bán bởi cái gian hàng này cũng như là có cái logo mo này thì các bạn cứ yên tâm là nó là hàng chính hãng 100 phần nhá đọc đến đây thì sẽ có nhiều bạn đặt ra câu hỏi là liệu rằng cứ mua sản phẩm ở trong gian hàng shopee mo là sẽ phải là hàng chính hãng có đúng không à, theo kinh nghiệm của mình ấy, thì cái này nó đúng đến 90 còn lại 10 là nó không đúng tại sao mình lại nói như vậy bởi vì là có những gian hàng cũng được gắn mác là shopee mo thế nhưng trong những cái sản phẩm mà gian hàng nó bán thì có những sản phẩm lại không phải là hàng chính hãng Tất nhiên là không phải toàn bộ cái sản phẩm trong cái gian hàng đó đều là hàng không chính hãng nha các bạn nhé Mà chỉ có một số ít, rất ít thôi bị trà trộn vào là không phải hàng chính hãng Vậy thì có những cái lưu ý quan trọng nào khi mà các bạn chọn mua những cái sản phẩm trong cái gian hàng Shopee Mall Thì lưu ý đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là các bạn hãy chọn những cái gian hàng Shopee Mall Nó có cái tên với cái đuôi là Official Store Tức là gian hàng chính thức Thì mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé ở đây mình sẽ tìm đến mục điện thoại phụ kiện này. Sau đó mình chọn đến mục gian hàng của Samsung và mình kích vào cái tên gian hàng Samsung này cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Tên của cái gian hàng này là Samsung Official Shop hoặc một số sẽ là Samsung là Official Store thì các bạn chỉ cần nhìn thấy cái từ official này, cứ có cái này là hàng chính hãng 100% luôn. Và thường những cái gian hàng có cái từ official này nó sẽ là những cái gian hàng bán các sản phẩm điện tử này, bán đồ gia dụng này hoặc là nó đại diện cho một cái thương hiệu lớn nào đó. À, lưu ý thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là khi mà các bạn chọn mua những cái sản phẩm ở trên Shopee Mall ấy, thì các bạn hãy à, ưu tiên lựa chọn các gian hàng Shopee Mall mà chỉ tập trung bán một dòng sản phẩm hoặc một thương hiệu nhất định. Ví dụ như là cái shop này chẳng hạn, Bobby này chẳng hạn, thì nó là một gian hàng chính hãng của Bobby và nó chỉ bán nguyên những cái sản phẩm của cái thương hiệu này thôi. Hoặc là các bạn chọn những cái shop mà nó chỉ bán duy nhất một dòng sản phẩm ví dụ như là nó chỉ bán đồ nhà bếp này nó chỉ bán đồng hồ chẳng hạn đó thì các bạn nên ưu tiên lựa chọn những cái gian hàng như vậy và cái lưu ý cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là những cái sản phẩm điện tử này đồ gia dụng này thì thường những cái gian hàng shopping mall là họ đều bán hàng chính hãng hết tuy nhiên những cái ngành hàng như mẹ và bé này mỹ phẩm này thì có thể sẽ bị trộn những cái sản phẩm không chính hãng vào, cho nên là khi các bạn mua những cái sản phẩm liên quan đến những ngành hàng mẹ và bé này và mỹ phẩm thì các bạn nên lưu ý. Nếu mà bạn nào có thắc mắc gì thì có thể để lại ở phần comment bên dưới video. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra video mới. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.